Kính bạch sư, con xin trả bài kinh 66. Thì bài kinh 66 chia ra làm 6 phần. Phần thứ nhất là phần dẫn nhập gồm có 6 chứng. Phần thứ hai là phần trình bày kinh 66, 36 pháp theo chiều dọc và chiều ngang. Phần thứ ba là nói về 36 pháp là vô ngã. Phần thứ tư là phần nói tập khởi và đoạn diệt thân kiến của 36 pháp. Phần thứ năm là phần nói tập khởi và đoạn tận tham sân si. Và phần thứ sáu là phần kết luận. Thì con trả lời phần thứ nhất thì gồm có 6 chứng. Một là thời gian, hai là không gian, thành sáu vệ, rừng Kỳ Đà, tịnh xá của ông Cấp Cô Độc. Ba là Đức Phật giảng. Thứ tư là 1.250 vị tỳ kheo nghe. Thứ năm là nói về bài kinh 66. Thứ sáu là nội dung giải thoát, sơ trung hậu thiện, phạm hạnh hoàn toàn, thanh tịnh viên mãn. Phần thứ hai là phần trình bày kinh 66, 36 pháp theo chiều dọc và chiều ngang. Thì trước hết con xin nói theo chiều dọc. Một là gồm có 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý căn, gọi là 6 nội xứ. Hai là 6 trần gồm có sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp trần, gọi là 6 ngoại xứ. Và ba là 6 thức gồm có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, gọi là 6 thức thân. Thứ tư là 6 xúc gồm có nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc, gọi là 6 xúc thân. Phần thứ năm mà nói về 6 thọ. Một là nhãn thọ, hai là nhĩ thọ, ba là tỷ thọ, bốn là thiệt thọ, năm là thân thọ và sáu là ý thọ, tức là 6 thọ thân. Phần thứ sáu là nói về 6 ái. Một là nhãn ái, hai là nhĩ ái, ba là tỷ ái, bốn là thiệt ái, năm là thân ái, sáu là ý ái, tức là 6 ái thân. Sau đây con nói về phần chiều ngang. Do duyên mắt, do duyên sắc trần thì phát hiện ra nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba pháp là nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc là nhãn thọ. Do duyên nhãn thọ là nhãn ái. Do duyên tai, do duyên thinh trần phát hiện ra nhĩ thức. Sự gặp gỡ của ba pháp là nhĩ xúc. Do duyên nhĩ xúc là nhĩ thọ. Do duyên nhĩ thọ là nhĩ ái. Thứ ba là do duyên mũi, do duyên hương trần phát hiện ra tỷ thức. Sự gặp gỡ của ba pháp là tỷ xúc. Do duyên tỷ xúc là tỷ thọ. Do duyên tỷ thọ là tỷ ái. Bốn là do duyên lưỡi, do duyên vị trần phát hiện ra thiệt thức. Sự gặp gỡ của ba pháp là thiệt xúc. Do duyên thiệt xúc là thiệt thọ. Do duyên thiệt thọ là thiệt ái. Phần thứ năm là do duyên thân, do duyên xúc trần phát hiện ra thân thức. Sự gặp gỡ của ba pháp là thân xúc. Do duyên thân xúc là thân thọ. Do duyên thân thọ là thân ái. Thứ sáu là do duyên ý căn, do duyên pháp trần phát hiện ra ý thức. Sự gặp gỡ của ba pháp là ý xúc. Do duyên ý xúc là ý thọ. Do duyên ý thọ là ý ái. Phần ba la mã là 36 pháp là vô ngã. Nếu nói 36 pháp là có tự ngã, điều đó không hợp lý, vì sự sanh và diệt của 36 pháp đã được thấy. Vậy tự ngã hay chơn ngã, sanh diệt, do đó không hợp lý. Phần thứ tư là phần nói về tập khởi và đoạn diệt thân kiến của 36 pháp. Nếu ai quán 36 pháp cho là của ta, là ta, tự ngã của ta, thì sẽ tập khởi thân kiến. Ngược lại, nếu ai quán 36 pháp không phải là của ta, không là tự ngã của ta, thì sẽ đoạn diệt thân kiến.
Phần thứ năm là nói về sự tập khởi và đoạn tận tham sân si. Do duyên sáu nội xứ, do duyên sáu ngoại xứ, phát hiện ra sáu thức thân. Sự gặp gỡ của ba pháp là xúc, do duyên xúc là thọ, do duyên thọ là ái. Thọ có ba là thọ lạc, thọ khổ và thọ bất lạc, bất khổ thọ. Phần thứ nhất là nói về sự tập khởi tham sân si. Nếu ai cảm xúc với lạc thọ mà hoan hỷ tán thán trú ở ái trước thì tham tùy miên của vị ấy sẽ tùy tăng. Nếu ai cảm xúc với khổ thọ mà sầu muộn than gian than khóc đập ngực rơi vào bất tỉnh thì sân tùy miên của vị ấy tùy tăng. Nếu ai cảm xúc với bất lạc bất khổ thọ mà không như thật biết sự tập khởi sự đoạn diệt vị ngọt sự nguy hiểm và sự xuất ly ra khỏi cảm thọ thì vô minh của vị ấy tùy tăng. Ngược lại tức là phần đoạn tận tham sân si. Nếu ai cảm xúc với lạc thọ mà không hoan hỷ không tán thán không trú ở không ái trước thì tham tùy miên không tùy tăng. Nếu ai cảm xúc với khổ thọ mà không sầu muộn không than gian không than khóc không đập ngực rơi vào bất tỉnh thì sân tùy miên của vị ấy không tùy tăng. Nếu ai cảm xúc với bất lạc bất khổ thọ mà như thật biết sự tập khởi sự đoạn diệt vị ngọt sự nguy hiểm và sự xuất ly ra khỏi cảm thọ thì vô minh của vị ấy không tùy tăng. Phần thứ sáu là phần kết luận. Các vị đa văn thánh đệ tử yểm ly 36 pháp, do yểm ly được giải thoát, do giải thoát hiểu biết ta đã được giải thoát và tệ truy sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc làm đã làm xong, không còn trở lui trạng thái này nữa. Các vị tỳ kheo hoan hỷ tín thọ lời Phật dạy, tâm 60 vị tỳ kheo được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thủ. Mô Phật. Ủa, giờ cũng vậy hả? Cái gì thấy nó quan trọng lắm á, phải học thuộc lòng á. Cũng như là ai cảm xúc với lạc thọ mà hoan hỷ tán thán trú ở ái trước thì nó năm phần đó. Lạc thọ mà hoan hỷ đó thì lạc thọ là nó thuộc về tam thiền, hoan hỷ là nhị thiền, tán thán là sơ thiền, trú ở là cõi trời dục giới, ái trước thì là bốn đường ác, trong này nó có thứ tự đó. Còn nếu ai cảm xúc với khổ thọ mà sầu muộn than gian than khóc, sầu muộn đó là tam tam thiền, mất cái lạc thọ nó đi với cái khổ thọ, cái sầu muộn nó đi với cái hoan hỷ. Để mất cái hoan hỷ thì sẽ sầu muộn, mà mất cái tán thán sẽ than gian, mất cái trú ở thì than khóc. Giống như A Nan mà mất cái trú ở được Phật chết thì than khóc, đó là ở cõi người ra trời dục giới. Còn nếu ái trước là dính mắc vào đó mà mất cái là đập ngực rơi vào bất tỉnh là sơ xa xuống địa ngục đấy. Còn ai cảm xúc bất lạc bất khổ tỏ mà như thật biết sự tập khởi, tập khởi là cho bất lạc bất khổ tỏ là ta của ta, tự ngã của ta, còn thấy nó là không phải ta, đó là đoạn diệt nó. Rồi vị ngọt tức là chìm đắm trong đó, thích thú ở trong đó không chịu ra. Sự nguy hiểm là hết cái đó nó xòe xa đọa xuống bốn đường ác. Và sự xuất ly ra khỏi cảnh tôi ấy, xuất ly là thấy rõ nó, chứ không có pháp môn gì hết. Thì tất nhiên không dính mắc nữa, thì nó có thứ tự của nó. Thành ra quý vị phải học cho thuộc lòng, để thấy 15 hàng chúng sanh nằm trong đó. Đó, thành ra tôi mới yêu cầu quý vị học thuộc lòng. Thì thuộc lòng ở trong người mình, rồi ngồi thiền ốc nó ra, rồi khi sống mà lọt vào trong chỗ nào biết cái chỗ đó, khi mà dùng pháp đối trị mà phải biết, khi mà lặng lẽ nhìn nó mà biết nó thì cái này qua thánh nhân quý vị sẽ thấy rõ cuộc sống này. Nào quý vị là thánh là phàm quý vị sẽ nhận rõ. Nào hoặc là quý vị dùng pháp đối trị là tư tưởng thì quý vị nhập vào sơ nhị tam thiền, mà tam thiền thì nó thuộc về lạc thọ, nhị thiền nó thuộc về hỷ thọ. Quý vị học của tôi đã có giảng rồi, cái hỷ là cái mừng, còn cái lạc là cái vui. Thì tam thiền là vô trong lạc thọ bỏ cái hỷ. Thì cái bài kinh nói rõ,
Nếu ai cảm xúc với lạc thọ mà ly hỷ trú xả, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, bỏ cái niệm hỷ trú ở trong cái lạc thì mất cái thân, còn cái thân bên trong toàn là lạc thọ. Còn có cái hỷ là có thân ngoài, có thân trong, tôi giảng rất rành. Thì quý vị vô đây, quý vị tu tập, quý vị sẽ thấy trong cái con người mình nó chuyển biến y vậy. Thì đâu cần thầy nào nữa, tự mình đi, tự mình hành, tự mình thành chánh giác, thành Phật thôi. Thành thật tôi thấy cái bài kinh rất là quan trọng, nó chia rất là rõ. Thì thôi, tới đây cũng hết giờ rồi. Thì khi tới nha, giờ chuẩn bị mỗi người mỗi trả nha, không có ai từ chối hết ạ. Rồi tới ở trên này mấy vị thì kheo sa di cũng trả luôn. Rồi chúng ta hãy chuẩn bị cái này là cái sanh tử là việc lớn, vô thường mau chấm đón. Thì cái này là cái sanh tử của mỗi người chúng ta, thành ra chúng ta phải lo lấy mỗi người phải quyết định lấy. Còn tôi kêu mà không trả thì thôi, bây giờ tôi biết làm sao giờ. Cái này là mỗi vị phải lo lấy thôi, nhưng mà tôi kêu hết, có mặt thì tôi đặt tên, còn ai không muốn trả thì tùy quý vị. Thì tôi thấy cái bài kinh này rất quan trọng, nếu mà nghe cho rõ rồi chúng ta sẽ đắc quả thánh nhập luôn, còn nếu không thì chúng ta cũng được người trời, mà người trời thêm cái phát nguyện nữa. Thì quý vị về cõi Phật, quý vị gặp Đức Phật Di Đà là lập tức nhập lưu liền, chứ không phải ngài giảng như tôi đâu. Ngài cái thần lực rất lớn, nội nghe ngài giảng cái là nhập lưu, cũng giống như mà Phật Thích Ca con mình gặp ngài cái là nhập lưu. Mà tôi giảng 100 lần quý vị cũng chưa đắc nhập lưu, mà tôi cũng không biết tôi đắc cái gì nữa, thấy không? Thì quý vị thấy là giáng sanh rất là quan trọng. 100 người giáng sanh, 100 người thành Như Lai, đó là lời nói của Phật Thích Ca. Thì quý vị cố gắng, thì nếu quý vị không nhập lưu ngay đây thì quý vị có thể nhất niệm, thì tất nhiên cũng phải giảng sanh thôi. Bây giờ khi quý vị trả được cái bài này đó thì quý vị sẽ nhất niệm thôi. Không nhất niệm là không trả nổi đâu. Nhất niệm tức là cái bài pháp nó vô ai lại gia quý vị rồi, thì trong đó nó tràn đầy nó mới ra được. Thành ra cô cứ yêu cầu tôi là không được cầm giấy. Thì quý vị học một lần không thuộc thì hai lần, 10 lần, 100 lần cũng giống như trả bài. Thì cái niệm Phật giảng sanh cũng vậy, niệm hoài, niệm mãi thì nó đầy trong đó. Nó giai đoạn thứ hai là không còn niệm Phật nữa, mà tiếng niệm Phật nó nhập tâm từ ở trong A-la-gia nó tràn ra. Thì cái bài kinh này quý vị mà trả được như hồi nãy đó thì là quý vị đã đầy nhất A-la-gia rồi. Thành ra tôi hơi khó khăn, tôi hơi ác là tôi bắt quý vị phải học thuộc lòng, còn không chịu thì thôi. Cái đó là cái sanh tử của quý vị. Mà cái tôi là tôi muốn là tất cả nếu mà không đắc quả nhập lưu cũng phải giảng sanh thôi. Mà quý vị qua nhị thiền rồi thì quý vị giảng sanh chắc chắn. Thì thời buổi này thêm cái phát nguyện nữa thôi. Thì quý vị cố gắng ở chỗ đó. Thì khi tới về chúng ta học cho kỹ. Bây giờ tôi xin giảng tóm tắt vào bài kinh 66, rồi chúng ta sẽ đi vào chi tiết sau. Thì phần thứ hai đó là cái phần lẩn thẩn nhất, trình bày về kinh 66, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý căn. Thì cái này tôi thường nói cái căn đó khoa học kêu là sinh lý, tức là có sự sống mà chưa có cái hiểu biết. Thì quý vị đã biết rồi, còn trần là sắc, tinh hương, vị, xúc, pháp là vật lý, không có sự sống, không có hiểu biết. Thì quý vị phải nhìn ngay trong sắc thân mình và nhìn ở ngoài, cũng như sắc trần đó thì quý vị có biết cái này vì tôi thí dụ nhiều. Sắc trần đó thì trong mình mới là gàn, cứt ráy, cứt mũi, đồm, nhớt, phẫn, tiểu. Còn ở ngoài là cái lưu, cái dĩa, cái ly, cái dù, cái dép, cái đồ này. Cái đó đều là sắc trần, nghĩa là có hình tướng, là đối tượng của con mắt. Thì quý vị biết có cái này. Còn thinh trần quý vị không đi, thinh trần cũng là vật lý. Tôi nghe tiếng người ta nói, tôi nghe tiếng chó sủa, tiếng chim kêu, tiếng gà gáy, tiếng mõ, tiếng chuông. Cái này đều là thinh trần, là vật lý. Nó đâu có ăn uống, ngủ nghỉ gì đâu, nó đâu có cái biết gì đâu. Mà quý vị không để ý, như con vật thì cũng không có biết cái này.
biết có một cái sắc trần. Còn chương thì không biết tới năm cái, mà bỏ cái pháp trần ra, sắc tinh nương dị xúc thì mình dễ rồi. Còn pháp trần là cái gì? Pháp trần là gồm năm cái trên, dưới hình thức làm cho nó sáng tỏ, cho nó rõ ràng hơn, thì có đó kêu là pháp. Vậy thì sắc tinh nương dị xúc được cải sửa, đó là pháp trần. Pháp trần nó rất rộng, nó bao gồm hết sắc tinh nương dị xúc, thì nó cũng là vật lý thôi. Chúng ta phải hiểu cái chỗ đó, mà tất cả đều không để ý thì nó là hơi kẹt. Thành ra khi con mắt mà tiếp xúc với sắc trần thì phát hiện nhãn thức, thì nhãn thức này đó là cái sắc trần này, là cái dụ tôi nhìn cái máy, thì cái máy là nhầm trên cái trồng đen của tôi. Rồi thì cái cảm giác ngạ quỷ mới mượn cái trồng đen này, nó là cái sinh lý mà nó có sự sống. Còn cái máy là vật lý, đâu có mượn được, nó có biết cái gì đâu. Thì đó là địa ngục. Còn cái này là địa ngục hữu dáng, tức là sinh lý có sự sống. Do mượn cái sự sống đó, nó mới phát hiện cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó. Thì đây không phải là sinh lý, không phải là địa ngục nữa, mà thuộc về ngạ quỷ. Chúng ta phải để ý cái đó. Cái đó thường thường là mấy ông bác sĩ không biết, mà cái tới mấy ông giảng sư mà có bằng cấp tiến sĩ cũng chả biết. Mà trong bài kinh là nói rất rành mà không có giải thích, nó cô đọng, thì quý vị coi di thức quý vị sẽ thấy trong đó. Mà di thức cũng có cả giải thích nữa, mà ai giải thích? Ngồi thiền nó giải thích. Ví dụ sẽ ngồi thiền ọc ra rồi lặng lẽ nghiền ngẫm, nó gõ hoài gõ hoài gõ mãi, thì thời gian quý vị hiểu thôi. Tôi không phải hơn quý vị đâu, nhưng mà tôi ăn nằm với nó. Trong này tôi sống còn có pháp lý à, cuộc đời tôi à. Tôi ít có xã giao bên ngoài, tôi ít có biết cái chuyện thế sự. Thì sư trưởng đề cõi thế sự xa mất biệt hình, tôi chỉ tập trung vào pháp lý nào. Pháp lý là gì? Là con người của mình. Thì Đức Phật nói đắc quả hay không là do cái sắc thân câu đại ai thức này. Địa ngục cũng ngay đó, ngạ quỷ súc sanh người trời cũng ngay đó, mà niết bàn Phật cũng ngay cái sắc thân này. Nhưng mà nó là sao? Nó khác ở cái nhận thức. Thì tôi mới nói cái nhận thức là cái quan trọng nhất. Quý vị nắm được cái tâm, cái hiểu biết rồi, thì tất cả những câu hỏi nào quý vị được trả lời sáng tỏ hết. Thành ra tôi không có sợ những câu hỏi. Mà đa số quý vị lấy cái thân, lấy cái miệng làm gốc, chết. Thành ra niệm Phật lần chuỗi cho nhiều. Tôi hỏi nhất niệm là sao? Con lần một ngày một 10 sâu, kia nói 20 sâu, kia nói 30 sâu. Nhất niệm là con niệm 6 chữ, người kia nói niệm 4 chữ, con niệm 1000 chữ, 1000 câu. Nhất niệm là con la cho lớn để nhất niệm. Con la lớn là nhất niệm sao? Tôi nín thinh vậy là nhất niệm không? Thành ra nhất niệm là do cái tâm, chứ không phải do cái tai lần chuỗi, không phải do cái miệng niệm Phật. Cái đó chả ăn thua gì hết. Tôi có thể niệm Phật mà tôi xuống địa ngục được không? Miệng niệm Phật mà tâm một bồ giáo gánh, thì cái tâm này mới là chánh nhất. Thành ra chúng ta thấy có người niệm Phật mà xuống địa ngục ngạ quỷ, có người niệm Phật mà sanh về cõi trời không có phát nguyện, có người niệm Phật mà nhất niệm là phát nguyện về cõi Phật, có người niệm Phật mà đắc quả nhập lưu nhất nhân lai bất lai, có người niệm Phật thành A La, có người niệm Phật mà thành Bồ Tát Như Lai. Thì cũng niệm Phật thôi mà tại sao lại khác? Khác ở cái tâm, ở cái nhận thức. Thành ra trong sát thân này tùy cái nhận thức. Nếu quý vị sống theo cái tư tưởng ác thì ngay bây giờ quý vị địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Quý vị chửi cha mắng mẹ, đánh cha đánh mẹ, làm giết A-la-hán, làm mình Phật ra máu, phá hoại tăng, thì ngay bây giờ quý vị ở năm đường ác. Còn bây giờ quý vị có cái tâm từ bi, quý vị thương người, thì quý vị thấy mình cao hơn người ta, thấp hơn mình, giúp đỡ người ta, thì tâm này là tâm tốt. Thì tâm tốt sanh về cõi tốt, chứ đâu có thoát lời sinh tử được. Thấy mình cao và có người thấp, thấy thương người, có mình thương và có người được thương, thì nó tốt thôi. Nhưng mà cái này chưa có giải thoát, này là cõi trời. Thành ra quý vị thường thường có hiếu với cha mẹ thì cái đó tốt thôi. Nhưng mà nói là đạo hiếu là đạo Phật thì tôi không đồng ý.
Đạo trời tới đạo Phật là khi nào xuất gia có vô lượng cha mẹ như một kiền liên. Tất cả chúng sanh trong sáu đường, gà, vịt, heo, chó đều là cha mẹ của ta trong nhiều kiếp. Cái đó là một sự thật, mà sự thật khó hiểu. Rồi chúng ta mới thấy cái bài kinh này là Đức Chúa nói rất đúng, nhưng mà nó nằm ở trong người trời. Thường thường bên Thiên Chúa đó là người chết sanh lại người lại, mà súc sanh ngạ quỷ chết thành súc sanh trở lại. Thì chúng ta coi bài kinh này chúng ta mới biết là chỉ có người mới có nghiệp, loài thú chưa có nghiệp. Chưa có nghiệp là chưa biết cải sửa, mà không cải sửa thì 100 năm, 1000 năm nó cũng vậy thôi. Chúng ta thấy là tôi giải thích là con chim nó làm ổ thì 1000 năm sau cũng có ổ như vậy à. Con người không có à. Ăn lông ở lỗ rồi biết cất nhà. Bây giờ cất nhà cả trăm tầng. Và trong kinh đó thì Đức Phật nói cất nhà trên bãi cát. Bây giờ tôi thấy họ bây giờ cất nhà trên bãi cát luôn, mà đâu có sập. Hoặc là tiếng quá tới vậy chứ ai mà dám cất nhà trên bãi cát. Nhưng mà thời buổi này còn nó văn minh rồi, nó cất nhà trên bãi cát, cất nhà trên biển luôn, nó cất nhà ở dưới lòng biển luôn. Thì chúng ta thấy là cái nhiều cái kinh nói hồi xưa nó khác, thời bây giờ nó khác. Chúng ta phải hiểu cái chỗ đó. Thành ra chỉ có các bậc trời là dữ nhất. Thăng thiên động thổ đằng dân. Rồi bây giờ nghe nói bên Nhật Bản nó trồng lúa trên mặt biển, không đủ đất, không đủ sống rồi bay trên mặt biển trồng lúa luôn. Thì thần thông dầu cách mấy cũng không qua cái bàn tay của Như Lai. Bàn tay Như Lai là cái gì? Thì chúng ta đang học đây là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thức là cao siêu nhất. Kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, già dặn thì có thể tạo ra tứ không, hư không vô biên, thức vô biên. Hư không vô biên thì tương đương với A Lại A Mạt Na, tương đương với bất lai. Thức vô biên cũng vậy. Thế vô sở xứ là tương tự như như A La Hán. Thế phi phi tưởng thì tương tự như lại. Thì đâu có cái nào bằng. Nhưng mà tương tự là giống giống, nhưng mà là đồ nhái, đồ giống. Thời buổi này là khoa học nó đi tới cao, đi tới chỗ Như Lai thôi. Thành ra khoa học bây giờ giải thích Phật giáo rất hay, nhưng mà giải thích Phật giáo chứ không có chứng đắc Phật giáo được. Thì khoa học có thể nói là cõi trời phạm thiên, chủ trì võ trụ. Nhưng mà so quả nhập lưu nó không bằng một cái lai. Quả dự lưu là tối thắng. Trong kinh nói cái đó mà nó biết sao mà lại. Tại sao mà hơn là thống lãnh cõi đất, làm vua cõi người trời này không bằng nhập lưu? Hơn được sanh cõi trời, sanh về cõi trời dục giới sắc, giới vô sắc cũng không bằng nhập lưu. Hơn là chủ trì võ trụ, làm chúa tể tam giới như vua Chuyển Lương Thánh Dương. Nhưng mà so nhập lưu cũng bằng cái lại. Nhập lưu đâu có thần thông dữ vậy, mà quá là thấy được con đường giải thoát, thấy được bốn đường ác thôi. Nhưng mà thấy đây là giải thoát đầu tiên, rồi đi hoài sẽ giải thoát cuối cùng là thành Như Lai. Còn cái kia là tập trung kỹ mạnh lâu sâu đè nén là đi tới Như Lai, mà Như Lai dộn. Chúng ta phải thấy cái hay ở trong đó. Thành ra chúng ta coi bài kinh 66 tôi giảng sơ thôi ha. Rồi sau tôi giảng kỹ nữa. Thành ra do duyên con mắt, do duyên sắc trần phát hiện nhãn thức, thì chúng ta thấy nhãn thức, tỷ nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức là sáu cái ngạ quỷ. Sáu căn này là sáu cơn cảm giác của ngạ quỷ. Rồi tới ý thức là do ý căn. Ý căn đầu tiên đó là cái đầu, chưa có dây thần kinh, nhất là chưa có mạt na đấy. Thì cái này kêu là súc sanh. Thì đó chúng ta mới thấy là ngạ quỷ là có cảm giác mà chưa có tư tưởng. Ngoài đời người ta thường nói mày thích cái gì mà làm cái nấy à? Mày không có suy nghĩ gì hết. Mày thấy vàng nhào vô mày giật liền, bị người ta đập chết. Mày đói bụng mà thấy ăn nhào vô giật liền. Tất nhiên là cái cảm thọ làm sao thì cái thọ
thân dầm hiện theo cái cảm thọ nó hành động. Thì cảm thọ là ngã quỷ, mà hành động theo ngã quỷ là không có tư tưởng, không có sự phân biệt. Thì mình thấy trong cuộc sống này có đấy. Nên chúng ta nhìn những người xung quanh, nhất là tu sĩ ca ma túy. Khi mà tới cử nó rồi mà không cho tiền nó giết cha giết mẹ luôn. Nó sống theo cái cảm giác lạc thọ. Nghe nói cái xì ke đó cái lạc thọ dữ lắm à. Khi nó chết ra rồi ra, tôi thấy cái cô vậy nó mới 13, 14 tuổi học sinh. Rồi nó ra đứng ngoài đường nó múa. Rồi tôi mới hỏi mấy cô ở bên xóm, hỏi cái cô này điên hả? Nó không phải sư ơi. Nó chết xì ke đó. Rồi nó lân lân nó khoái là cũng như là tam thiền. Nó ra nó múa nó không còn biết trời đất là gì hết. Thì quý vị nhập tam thiền cũng giống vậy đó. Nhưng mà tam thiền khi xả rồi nó làm cho tiến hóa cao hơn. Còn cái kia mà khi hết xì ke ma túy nó sa đọa xuống tâm. Mình phải biết nó khác chút xíu thôi. Cái cảm thọ giống hệt, mà cảm thọ kia là cảm thọ sa đọa, cái cảm thọ này cảm thọ tiến hóa. Còn có bất lạc bất khổ thọ của bất lai cũng giống hệt vậy thôi. Cũng lân lân vậy, cũng giống hệt thì tụi xì ke ma túy giống hệt với tam thiền. Nhưng mà ta biết cái lân lân này không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Nó chỉ phát hiện từ cái lặng lẽ của tôi. Tôi từ cái biết của tôi biết nó, mà tôi không phải nó, mà tôi cũng không khác nó. Tôi giảng biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà tôi cũng chưa đi tới đó. Tôi nói thiệt, tôi cũng thứ thật vậy đó. Tôi cũng hơi xấu hổ, nhưng mà giảng thì tôi phải giảng thôi. Tôi biết đâu giảng quý vị đi trước tôi không chừng. Đó là không biết được trên cái cõi đời này. Khi đủ duyên là mình đạt tới đó thôi. Nhưng mà phải cho sáng tỏ. Thành ra cái lạc thọ của xì ke ma túy là bốn đường ác. Cái lạc thọ của tam thiền là bốn đường thiện. Cái lạc thọ của thánh nhân là bất lai. Không có hỷ mà ở trong cái lạc, mất thân, mất cái thân bên ngoài, còn cái thân bên trong. Thì tam thiền cũng vậy, mất cái thân bên ngoài, còn thân bên trong, nhưng mà do đè nén, rồi thân qua lên đó. Thì cái chỗ này tôi thấy trên bản Thiện Khánh nó không có phân biệt. Rồi người ta cho cái tam thiền đối với bất lai là một thứ. Rồi đó khi mà đi vào sâu, ông giảng không chạy. Cái bài, mấy cái bài trước ông giảng rất hay, ông tóm rất gọn, mà tới cái bài này rồi, ông vô, không có vô. Tôi coi cái bản, tôi nói trời ơi, vậy là mấy người sơ cơ, mấy người mẫu giáo, người ta làm sao tiếp thu được. Thì đại khái là như vậy. Rồi tới nhãn xúc, nhãn thức, thì chúng ta thấy năm cái đầu đó là ngạ quỷ, còn ý thức đó là xúc sanh. Rồi tới nhãn xúc, đây là mới có cái mặt nạ đấy. Có mặt nạ đấy thì nó mới sửa cái ý căn là cái đầu thành ra dây thần kinh. Đó thì bây giờ cái ý xúc này mới mượn cái ý căn là mặt nạ cung cấp cho nó, mới bắt đầu ở đây là có dây thần kinh. Nó xài dây thần kinh chứ không xài cái đầu nữa. Cái đầu cũng vật lý, cũng phù trần căn, mà dây thần kinh cũng phù trần căn, mà là tịnh sắc, nó di tế hơn. Thì quý vị phải hiểu cho đó, thành ra ý xúc là người trời, người với trời dục giới. Thì ý xúc nó ngồi thiền, chúng ta nên nhớ cái chỗ này. Cái ý nó quan trọng lắm. Một cái mà hợp tác với năm thức đầu thì kêu là ngũ cõi ý thức, ví dụ đã học rồi. Một cái là tự nó về, nó không có năm thức đầu, nó tự suy nghĩ, kêu là độc đầu ý thức. Thì mặt na nó mới trong ai lại ra, nó cung cấp cái kiến thức kinh nghiệm cho tư tưởng mới cải sửa cuộc sống này. Thành ra khi mà ý thức là loài thú, nó về rồi nó tiến qua tới ý xúc là cõi người. Rồi cõi người sau khi ngồi thiền nó thấy là không ổn, thì nó mới cải sửa cái ý xúc này thành ra ý thọ. Mà nếu cải sửa ý thọ thì trong duy thức kêu là tợ tỷ lượng. Tợ là sao? Là giống như là so sánh nhưng mà không đúng. Không đúng là không đúng với cộng đồng đó, chứ không phải là sai.
Dầu chân tỷ lượng, dầu tờ tỷ lượng gì cũng chặt hết á. Cái hiện lượng mới đúng. Mà đây là tỷ lượng rồi, mà tỷ lượng theo cộng đồng. Cũng chẳng hạn gì tôi thấy nước, thì quý vị cũng thấy nước giống nhật như tôi. Thì mắt tay mũi lưỡi thì có thể uống cái sắc thân này, uống nước, rửa tay bằng nước này kia đó. Nhưng mà khi có người thường tôi thấy nước là không ổn. Tôi muốn thấy nước là H2O, tôi muốn thấy nước là lưu ly. Thì tôi nhớ lại, thì trong A Lại Gia tôi có kinh nghiệm kiến thức, tôi mới cải sửa cái ý xúc này thành ý thọ. Tôi không còn muốn ở trong cái thở gì có ý xúc này là do sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ. Thì cái này là cái cảm giác bên ngoài, do đó chết nguyên con nó phải túi. Bây giờ tôi không chịu có đó, tôi ngồi thiền, sơ thiền, nhị thiền. Tôi đi tới nhị thiền là tôi cảm xúc như cái hỷ lạc. Tôi ăn bằng hỷ lạc. Tôi bỏ cái đoàn thực, tôi đi vào xúc thực. Thì cái này không còn kêu là ý xúc nữa, mà là ý thọ. Thì ý thọ này đó là nó không còn hợp với cộng đồng của loài người nữa, mà nó hợp với cái cộng đồng của cõi trời. Nhưng mà tôi còn sống quý vị, thành ra tôi thuộc về tợ tỷ lượng chứ không phải chân tỷ lượng. Còn nếu tôi thấy nước là chân tỷ lượng, bây giờ tôi sống qua cái Hy Lạp là tợ tỷ lượng. Thì tôi thường nhập định, tôi xuất thần, tôi lấy cái hỷ lạc là mấy, tôi lên cõi trời, tôi sống trên đó. Một khi hết cái thọ mạng rồi, tôi chết bỏ xác thân này, tôi siêu sanh về cõi trời. Thì bây giờ tôi mang cái xác thân có hào quang, xác thân là rực rỡ hơn. Tôi không còn xác tài danh lợi mà tôi ăn với cái hỷ lạc. Thì ở đó tôi có hào quang, tôi không cần mặt trời mặt trăng nữa, mà tôi sống với cái hào quang của tôi. Và cái tuổi thọ tôi có thể hàng triệu, hàng tỷ, tỷ kiếp. Mà khi cái tuổi thọ khách chấm dứt rồi, thì ngũ trược hiện ra. Ở đây là tôi dắt cái bông, ở trên đầu tôi có bông nó tươi hoài. Mà khi tuổi thọ tôi gần hết thì cái bông này nó héo. Và tôi sống với cái hào quang tôi, mà hào quang nó mờ rồi sắp chết. Rồi cái sắc thân bên đó không có dính nước, mà bắt đầu nó dính nước là cái tuổi thọ gần hết. Sắc thân bên đó không bao giờ dính bụi, mà dính bụi thì tức là gần hết. Sắc thân bên đó không có mồ hôi nhễ nhại như hôi thối như này, nhưng mà bắt đầu có rỉ mồ hôi là sắp chết. Kêu là năm tướng suy, hào quang qua trên đầu, bụi dính mình, nước dính mình, với cái đó là năm điều. Thì bây giờ tôi sống bằng cái tuổi thọ rất dài mà có năm điều hiện ra. Thì tôi phải cố gắng nhập định để tôi chết tôi ra qua nhị thiền. Còn không đó, tôi không đủ định lực, tôi chạy kiếm Đức Phật. Tôi là đó lại ngày mà cái là tôi cái định lực mạnh, tôi trở lại. Và nhờ cái định lực của Đức Phật, thì trong kinh mình thấy Đức Phật rất là tài tình. Thành đó mấy vị trời này hãy có nghe Phật Pháp thì biết mình sắp chết rồi. Bây giờ mình tập trung kỹ mạnh lâu sau mình qua khỏi trời sắc giới. Mà nếu nhập định không nổi nữa, bây giờ mình quá lười, bây giờ chạy kiếm Đức Phật lại ngài, thì cái định lực của Đức Phật truyền qua cho mình, tất nhiên là mình trở lại cõi trời, chứ không có xuống. Còn không biết thì sao đọa xuống cõi người và trời dục giới, cõi người. Thì đại khái là như vậy. Thành ra quý vị học cái này, quý vị phải thuộc lòng, rồi quý vị sẽ thấy cái sự tu tập của mình đúng theo cái này. Thì ý xúc là cõi người và trời dục giới, qua tới ý thọ đây là quý vị qua cõi trời sắc giới. Quý vị ăn bằng cái hỷ lạc không ạ? Thì tôi đã giảng rồi, tôi đã giảng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Sơ thiền là ly dục sanh hỷ lạc, nhị thiền là định sanh hỷ lạc. Thì cái này quý vị có thể giảng sanh nếu quý vị thêm cái phát nguyện nữa. Và tam thiền là ly hỷ diệu lạc, bỏ sắc thân bên ngoài, chỉ sống bằng cái sắc thân bên trong, cái lạc tỏ mà không dùng cái hỷ nữa. Thì hồi nãy có đó, nếu ai mà cảm xúc với lạc tỏ là tam thiền, mà quan hỷ, nếu thích thú là lọt xuống nhị thiền.
tán tán lọt xuống sơ thiện, trú ở lọt xuống cõi trời nhân hồi, ái trước lạc xuống bốn đường ác độc. Thì trong này nó rõ ràng, quý học quý vị sẽ thấy nó rất hay. Thành ra tôi năn nỉ cũng như bắt buộc quý vị phải học thuộc lòng thôi. Ai mà chưa học thuộc phải học thuộc, nhất là mấy ông tám giới. Đó là tám giới là phải hơn người ta về giáo pháp. Cuộc đời của người Phật tử hoặc là xuất gia tại gia, Đức Phật khuyên phải lấy giáo pháp làm thầy. Khi chết rồi còn có giáo pháp, không có mang theo cái gì được hết, mang theo cái hiểu biết. Chính cái hiểu biết này kéo mình đầu thai vào cảnh giới hiểu biết. Thì quý vị đây là tôi thấy là hân hạnh vô cùng, được mang thân người, được đủ căn lành, được nghe chánh pháp. Mà không chịu thực hành nữa thì sao? Bây giờ biết làm sao giờ? Thì quý vị cố gắng. Thì đó là tôi nói về nhãn thọ. Rồi tới nhãn ái là quý vị thấy cái nhãn thọ chưa ổn, tức là còn hỷ lạc. Bây giờ bỏ luôn hỷ lạc, sống hoàn toàn bằng tư tưởng. Tức là trong Tử Lăng Nghiêm tôi có giảng rồi, là 10 phần 10 là tư tưởng. Rồi tam thiền là có một tình, chín tưởng. Nhị thiền thì tám tưởng mà hai tình. Rồi cõi trời dục giới là bảy tưởng ba tình cứ xuống hoài. Tới cõi người là năm tưởng năm tình. Thường tưởng tất thăng mà thường tình thì tất đọa. Thì chúng ta thấy Thủ Lăng Nghiêm rất là tài tình. 15 hạng chúng sanh này nằm trong Thủ Lăng Nghiêm. Thì quý vị rõ ràng, quý vị chỉ còn học thuộc lòng, chịu khó thuộc lòng chút rồi ngồi thiền, quý vị học ra. Rồi quý vị nghiền ngẫm cái tôi giảng để rồi quý vị sống với cái nghiền ngẫm đó. Văn tư. Mà hãy tư được nhiều thì quý vị sẽ tu tập theo đó. Ở đây là quý vị văn trả bài rốt rốt là hay quá rồi. Mà trả như vậy là quý vị cũng trì lắm á, nghĩa là định lắm mới là trả được, còn không là dốc. Thì tới thì cố gắng học. Nó còn ngu lắm, xưa còn không có nhớ. Tôi nói làm biến. Ai mà khi không đọc qua một lần mà nhớ, không có cái vụ đó. Ví dụ hồi đi học cũng vậy. Bài mà ông thầy cho là khi tới trả học một lần không có thuộc đâu. 10 lần không thuộc, mình ngu học 20 lần không thuộc, 30 lần không thuộc, tôi chịu xuống địa ngục. Mà học đừng có tìm chỗ ồn. Quý vị ra chợ bán cá bán thịt thì ngồi đó học, bây giờ 3 ngày cũng không thuộc. Quý vị chỗ thanh vắng, nghĩa địa, mấy cái chùa, chỗ nào thanh vắng nó là dưới vườn cây đó, quý vị vô đó ngồi học chút xíu là thuộc. Ai có đi học thì biết. Cái này là cái sanh tử của mình, mà sanh tử là đại sự vô thường mau chóng lắm. Thì mình phải lấy hệ bài kinh này thuộc là chúng ta có thể chấm dứt cái sanh tử ngay bây giờ, nếu quý vị đắc quả nhập luôn. Còn không thì quý vị được nhất niệm mà phát nguyện rồi về cực lạc thì cũng nhập luôn. Thì còn cái gì sung sướng bằng nữa. Quý vị là may mắn vô cùng. Tôi thấy cái trà vinh này quý vị may mắn vô cùng. Quý vị vô đây được vậy là hay lắm. Ở ngoài người ta kiếm ăn từng bữa tốt mà thôi, đâu có để rảnh như quý vị vô đây ngồi về cặp đất sao. Quý vị là rảnh quá được vô như vậy, buổi chủ nhật đều được đến nghe hết. Rồi được có người nhắc nhở mình trả bài nữa, đâu còn gì bằng. Vậy thì cố gắng heo. Thành ra sáu ái đó là qua cõi tứ thiền sắc giới. Rồi bỏ luôn cái đầu này. Sáu ái là không xài sắc thân bên ngoài, tức là phù trần căn. Không xài tỉnh sắc căn là cái thân thần kinh. Mà còn có cái đầu là tứ thiền. Bỏ luôn cái đầu. Bây giờ sống hoàn toàn với tưởng tượng bằng tư tưởng. Tưởng tượng hư không, tưởng tượng thức vô biên, tưởng hưởng A-la-hán, tưởng tượng Như Lai. Rồi làm nhái như Như Lai. Mà cái tưởng tượng này không phải dễ nha. Phải tập trung kỹ, mạnh, lâu, sâu thì mới vào cái tưởng tượng này được. Khi đó có cô gái nào hỏi tôi tại sao phi phi tưởng là cao nhất trong tam giới rồi mà nổi sân họ xuống súc sanh. Thì ông Thiền Qua trả lời không được. Tôi nói câu này hay. Làm sao nhập phi phi tưởng được? Trời ơi, tứ thiền nhập còn không được mà. Mà cổ là nhị thiền chưa có nữa mà làm sao mà nói vậy? Con đâu có tu phi phi tưởng chi.
lúc đã rồi cuối cùng là rơi xuống. Thì do mình xả thiền ra, mình đi xuống thì từng đó là nhập không kịp thì nổi sân thôi. Chứ còn ở phi phi tưởng mà làm sao mà xuống xuất sanh được, không có vấn đề đó. Muốn nhập thứ tư tưởng, phi phi tưởng thì phải nhị thiền. Nhị thiền đâu có được, phải lên tam thiền. Tam thiền đâu có được, phải lên tứ thiền. Tứ thiền đâu có được, phải tưởng hư không vô biên. Hư không vô biên là mạt na, mà mạt na đâu có bằng a lại gia, thức vô biên. Mà thức vô biên thì còn có thời gian, hoặc giá là không gian bị quá giải thôi. Phải vô sở xứ là phi không gian, phi thời gian. Mà cũng chưa qua trí tưởng, từ đây đã bắt đầu mới qua phi tưởng. Phi phi tưởng là tùy thôi. Thì cái phi tưởng là nó khó khăn vô cùng. Nhưng mà do đè nén. Mà ở trong đó thì sao? Nó thuộc gì tư tưởng? Thì nó vô thường vô ngã. Mà vô thường vô ngã thì sao? Nhàm chán. Nhàm chán là gì? Là sầu muộn, là phiền não, là khổ đau. Quý vị đi đâu mà quý vị mới đầu thấy đẹp, quý vị ở chừng một tháng, hai tháng, một năm, quý vị thấy chán vô cùng. Mà tại sao lúc đầu nó đẹp? Đẹp gì đó? Lẽ do mình chưa có chủng tử, nó mình thấy nó chuyển biến mới lạ. Nhưng ngày mai nhìn nó thì không phải nhìn cảnh ở ngoài nữa, mà nhìn từ trong ai lại ra cung cấp ra. Cái cảnh bắt đầu có khuôn khổ thì hết đẹp rồi. Cái cảnh mà có khuôn khổ là cảnh của tư tưởng. Còn ban đầu cho trong ai lại ra mình chưa có khuôn khổ thì mình nhìn sự thật như là sự thật. Quý vị để ý thì cái đồng hồ, quý vị mới đầu nhìn nó thì con mắt mình tiếp xúc đó là cái đồng hồ thiệt đấy, cái đồng hồ bản thể đấy, thì mình thấy đồng hồ đẹp. Nhưng mà nhìn lần thứ hai nữa thì ai lại ra cái hình ảnh nó chụp trong đó nó đem ra thì thấy cái đồng hồ của ai lại ra chứ không phải đồng hồ bên ngoài. Thì đó, chúng ta thấy con mắt mà khi nhìn cái đồng hồ thì là đồng hồ thiệt đấy. Rồi cái đồng hồ mới in trên võng ngô con mắt, thì cảm giác mới mượn cái con mắt để thấy cái đồng hồ này không phải đồng hồ thiệt nữa, mà là cái phim, cái chụp hình của cái đồng hồ thiệt đó. Nó nằm trên võng mô, trên trồng đèn của mình. Rồi ngã quỷ mới lấy cái đó sửa. Rồi tới súc sanh sửa đỏ hơn. Rồi tới cõi người sửa nữa. Càng sửa chừng nào là càng xa cái sự thật, cái chân lý chừng ấy. Thì cái con người lại vậy, thấy cái gì là sửa thôi. Thành ra cái đó trong kinh kia là tập đế, là cái thói quen. Quý vị tập nhiều lần rồi thành cái thói quen là bỏ được. Bỏ được. Thành ra cái thói quen không thể bỏ, không thể đè nén, không thể tận diệt, không thể cải sửa. Mà phải thấy rõ. Mà thấy rõ là làm sao thấy rõ được, mình cứ cải sửa gọi làm sao thấy rõ. Thấy rõ là phải nhận được cái bất tử, lặng lẽ nhìn sự vật. Thì ai mới làm được cái đó? Chỉ có nhập lưu thôi. Mà nhập lưu chỉ thấy rõ cái sắc thân thôi, thân kiến. Còn cái cảm thọ làm sao nhận được, nó vi tế hơn. Cái sắc thân, cảm thọ, rồi tư tưởng. Rồi cảm thọ là của ngạ quỷ thì dễ thấy, của súc sanh thì dễ thấy. Cái của người là, người trời là khó thấy, cái này phải nhất dạng lại. Người tới cõi trời sắc giới thì phải bất lai. Rồi tới tư tưởng thì bất lai đầu hàng, cái này phải A-la-hán. Thì trong bài kinh này đối với tôi giảng, quý vị thấy nó nằm rõ ràng. Thôi đại khái là như vậy ha. Vậy thì quý vị về, tôi năn nỉ quý vị cố gắng học cho thuộc lòng à. Thì tới là bất cứ ai tôi kêu là phải trả. Mấy ông tám giới phải học lại đó. Trời ơi, mang cái thân tám giới mà còn thua năm giới nữa thì nó kẹt quá đi. Tôi thấy đây là cái người nữ đã cố gắng đấy. Còn mấy người nam thì như là miếng quá, được có mấy ông. Thì tới trả hết nha, học cho thuộc lòng. Tôi nói vậy là phải đi, không trả thì thôi á, chứ còn trốn ở nhà là nó kẹt. Thì nói sư bạch sư con chưa biết nói thì thôi, thì nhờ học nói thôi. Như nãy có mấy người không trả, nhưng mà tám giới không trả thì thôi, chứ tôi có làm gì được đâu. Nhưng mà đi nghe để cho biết. Còn nếu trốn ở nhà là chết mồ luôn. Tôi đâu có bắt quỷ hương, tôi có đánh đập gì đâu. Vì tôi thấy này là cái sanh tử. Thì tôi năn nỉ quý vị cố gắng. Thì cái năn nỉ tôi cũng như là bắt buộc.
Mà đây là cái sanh tử quý vị, khi quý vị thành nhập lưu rồi quý vị mới nhớ công ơn tôi. Tôi không phải làm khó đâu, làm khó gì hết, vậy cho tôi. Nhưng mà tôi muốn tất cả đều thành Như Lai. Thì nếu không nhập lưu bây giờ thì giảng sanh về khỏi cực lạc. Thì về đó cũng đi tới là Như Lai thôi. Cực lạc 100 người đi tới Như Lai 100 người, không có sót mà người. Còn ở đây thì hơi cực à, phải nhập lưu nhất giảng lai bất lai A-la-hán. Chứ A-la-hán thì chưa thành Như Lai đâu, còn phải tùy thuận giáo hóa nữa. Thì quý vị nhập lưu, quý vị về coi cực lạc còn dễ hơn về tới trung phẩm á. Thôi vậy là tôi nhắc nhở quý vị nữa, cố gắng giúp đỡ tôi là cố gắng học thuộc lòng. Rồi chúng ta trả bài. Vậy thì trước khi dứt lời một lần nữa, tôi xin cầu chúc cho pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể pháp giới chúng sanh đều chóng vãng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.